Đoàn văn nghệ thiện nguyện tình ca Bắc Sơn thuộc tập đoàn An Nông, thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi tổ chức chương trình văn nghệ và tặng quà cho các cụ già neo đơn đang được chăm sóc tại trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn xã An Hải, huyện Long Điền. Tại trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, các ca sĩ diễn viên của đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn thành phố Hồ Chí Minh đã trình diễn khoảng 10 tiết mục văn nghệ âm nhạc mang âm hưởng dân ca của cố nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn như điệu ru mòn mỏi, con tư bến tre, Mùa xuân cao nguyên đêm nghe bài vọng cổ dịp này các ca sĩ diễn viên của đoàn còn tặng mỗi cụ già neo đơn một bình giữ nhiệt do tập đoàn An Nông sản xuất.